Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tôi xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm trong phần phụng vụ lời Chúa của ngày lễ các thánh nam nữ hôm nay. Tôi cố gắng rút gọn các bài gọi là giải thích lời Chúa, nhưng mà dù vậy thì bài giảng hôm nay sẽ dài hơn bình thường. Mong anh chị em kiên nhẫn và vui lòng lắng nghe tôi, bởi vì nếu tôi không giải thích thì có thể cả cuộc đời đi lễ bao nhiêu lần thì cái bài đọc, những bài đọc phía trước đó nhiều khi chúng ta không có nghe, không có biết hết thì cũng đáng tiếc. Như nhiều ông bà anh chị em nói như tôi như vậy. Thưa anh chị em, bài đọc 1 trích từ sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 7 câu 2 cho đến câu 4, câu 9 cho đến câu 14. Thưa anh chị em, bài đọc 1 hôm nay trích từ sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ, như tôi vừa nói, là quyển sách cuối cùng của bộ Thánh Kinh, quyển thứ 73. Khải Huyền do từ Hy Lạp Apocalypsis, có nghĩa là vén màn cho thấy điều bí mật che khuất bên trong. Sách Khải Huyền được biên soạn vào cuối đời hoàng đế Nero. Sách được bổ sung và hoàn chỉnh như ta có hiện nay đó vào thời hoàng đế Domitiano. Sách được biên soạn để phản ánh tình hình Kitô giáo vào cuối thế kỷ thứ nhất lúc bấy giờ. Các tín hữu đang gặp thử thách, có nguy cơ mất đức tin, thưa anh chị em. Nguy cơ vừa xuất phát từ bên trong hội thánh, vừa do bên ngoài đưa tới. Bên trong có những kẻ gieo rắc tà thuyết, làm lung lạc đức tin chân chính của các tín hữu. Cái chuyện đó thời nào cũng có, ngày hôm nay cũng vậy. Xin anh chị em lưu ý, bên ngoài thì các hoàng đế bắt hạ dữ dội các tín hữu, vì các tín hữu không chịu tôn thờ hoàng đế như là chúa tể. Trước hoàn cảnh khó khăn như vậy đó, tác giả viết sách Khải Huyền không phải để làm cho các tín hữu sợ hãi, nhưng để trấn an và củng cố đức tin của họ. Tác giả thấy chính ma quỷ là căn nguyên gây nên nỗi khốn khổ thử thách này. Ông khuyên họ sống dũng cảm, củng cố đức tin, niềm trông cậy và lòng trung thành của họ với Đức Giêsu Kitô. Sách được viết vào năm 95 ở tại đảo Patmo, nơi Thánh Gioan đang bị lưu đày. Sách Khải Huyền gồm những thị kiến và mặc khải được diễn tả theo ngôn ngữ biểu tượng và đầy hình tượng. Các tín hữu xưa kia đó đã quen với cựu ước có thể hiểu dễ dàng,
Nhưng mà đối với chúng ta, thưa anh chị em, đó là một điều rất khó hiểu, bí nhiệm. Điểm thứ hai, thưa anh chị em, trở lại bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe đó, chúng ta đang sống trong một thị kiến. Các con số được kể ra đều có tính biểu tượng. Trong Thánh Kinh, số 3 chỉ Thiên Chúa ba ngôi, số 4 chỉ thế giới được Chúa tạo dựng, cả vũ trụ và loài người, bốn phương trời đó. Vì thế ta thấy có bốn thiên thần hiện diện ở bốn phương của trái đất. Tôi thấy một thiên thần mang ấn của Thiên Chúa hằng sống từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy lớn tiếng gọi bốn thiên thần khác là những vị được quyền phá hại đất liền và biển khơi. Con số 7, tức là 3 cộng với 4 đó, luôn chỉ sự tròn đầy, sự trọn vẹn. Còn lời ngợi khen hoàn hảo thì gồm 7 từ. Trong bài đọc 1 nghe có thể anh chị em không có để ý đâu, tôi nhắc lại thôi. Cái lời ngợi khen hoàn hảo luôn luôn gồm 7 cái từ: chúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh. Thay vì cộng đó, bây giờ chúng ta có thể nhân 4 nhân 3 là 12. Gửi lên cái gì? Thưa, gửi lên cái tính toàn thể, thưa anh chị em. Ở đây con số 12 tượng trưng cho dân Chúa chọn, tức là dân Israel đó. Bởi vì trong dân tộc Israel có 12 chi tộc. Số ngàn tượng trưng cho đám đông. Con số 144.000 rõ ràng không phải là con số cuối cùng đó anh chị em. Con số này muốn nói đến những người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, bí tích rửa tội đấy. Bởi vì cái ấn đã được đóng trên trán các tôi tớ Thiên Chúa hằng sống chính là bí tích thánh tẩy. Đó là thói quen trong quân đội Roma ngày xưa đó, đánh dấu những người tân binh bằng một cái dấu ở trên trán, thưa anh chị em. Cũng vậy, người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy trở nên chiến sĩ của vua trên trời. Dấu ấn bảo vệ cũng là một chủ đề quen thuộc ở trong Cựu Ước. Chúa phán với ông Môsê và ông A-a-rông, bảo dân Israel lấy máu chiên đã sát tế buổi chiều đó, bôi lên khung cửa. Cái tục lệ này đã có ở Babylon và người Ả Rập. Tại sao? Vì cái đêm Chúa, đêm vượt qua đó, tất cả những người Israel mà lấy cái thịt chiên, máu chiên đó bôi lên mi cửa, thì khi thiên thần Chúa đi qua thì sẽ, nghĩa là loại ra, không có bị sát hại. Còn tất cả các con đầu lòng của người Ai Cập và súc vật Ai Cập đều bị giết chết hết. Đấy, để đẩy lui, nghĩa là cái máu bôi ở trên để đẩy lui sức mạnh xấu xa, không cho đột nhập vào nhà làm hại những người trong nhà. Hãy rảo khắp thành, khắp Jerusalem, hãy ghi dấu chữ thập trên trán những người đang rên xiết khóc than về mọi điều ghê tởm đang xảy ra trong khắp thành. Ezekiel chương 9 câu 4, Thiên Chúa truyền ghi chữ tau, T-A-U, trong mẫu tự Hebrew, hình dáng giống như chữ thập, lên trán những người trung tín. Rồi một đoàn người đông đảo không tài nào đếm nổi, nghĩa là toàn thể nhân loại, không có trừ một người nào hết. Thánh Gioan mô tả bằng 4 từ: thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Những thành viên của đám đông thứ hai này không được đóng ấn của bí tích thánh tẩy, nhưng họ mặc áo trắng, tay cầm cành lá thuyên tế, đứng trước ngai và trước con chiên. Vậy ai đưa đám đông đến ân cứu độ? Chính xác là những người đã được đóng ấn. Sứ điệp của sách Khải Huyền gửi đến các Kitô hữu đang bị bách hại như sau: hãy can đảm lên, vì trong cơn thử thách anh em sẽ được cứu độ. Giống như dân Israel luôn luôn sống trọn vẹn ơn gọi của mình đối với toàn thể nhân loại, con số 144.000 đã được đóng ấn cũng phục vụ tất cả các quốc gia, các dân tộc. Nhờ họ, nhờ những đau khổ mà họ chịu trong cơn thử thách lớn lao của cuộc bách hại mà đám đông không tài nào đếm xuể của các quốc gia được ơn cứu độ, thưa anh chị em. Thánh Gioan suy niệm về mầu nhiệm đau khổ của người vô tội trở nên nguồn ơn cứu độ cho thế giới. Từ đó chúng ta thấy tầm quan trọng của chủ đề con chiên trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe. Những hình ảnh được dùng rất gợi hình đối với người Kitô hữu chúng ta, thưa anh chị em. Những người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, đó là những sứ điệp của chiến thắng. Chẳng hạn trong toàn bộ Tân Ước đó, thấy đứng gợi lên sự chiến thắng cái chết, tư thế của người phục sinh. Đám đông không tài nào đếm nổi này đứng trước ngay Thiên Chúa, tượng trưng cho uy quyền tối thượng của Thiên Chúa. Mặt trời mọc tượng trưng cho sự chiến thắng của ánh sáng đối với bóng tối. Chúng ta không ngạc nhiên khi một thiên thần của Chúa đi lên từ hướng mặt trời mọc. Tại sao lại như vậy?
Thưa, để bảo vệ các tín hữu của Đức Kitô đã được đóng ấn của Thiên Chúa hằng sống trên trán của họ. Còn về phụng vụ trên trời, tức là cuộc khải hoàn trên thiên quốc đó, được mô tả trong đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân tộc, mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai con chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm cành lá thiên tế. Vì thế họ được chầu trước ngai Thiên Chúa đêm ngày thờ phượng trong đền thờ của người. Đấng ngự trên ngai sẽ căn liều người cho họ trú ẩn. Thánh Gioan nói trước về tương lai vào ngày thế mạc, tức là ngày tận thế, anh chị em. Khi đám đông nhân loại khổng lồ mặc y phục lễ cưới, áo trắng, sẽ đứng tư thế của người phục sinh trước ngai Thiên Chúa và trước con chiên. Họ cầm cành lá chiến thắng và mãi mãi tung hô vinh quang Thiên Chúa và con chiên. Họ nhận ra rằng ơn cứu độ họ nhận được là một ân ban hoàn toàn nhưng không. Họ được cứu độ nhờ Thiên Chúa chúng ta và con chiên, tức là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta bước sang điểm thứ hai, Thánh Vịnh 23. Thưa anh chị em, Thánh Vịnh 23 mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát kể lại việc Chúa ngự vào đền thánh. Chúng ta đang ở đền thờ Jerusalem. Một đám rước khổng lồ đang đến, đi gần đến các cửa của đền thờ, và có hai ca đoàn hát đối đáp: ai được lên núi Chúa, ai được ở trong đền thánh của người. Chúng ta nhớ ngôn sứ Isaiah đã so sánh Thiên Chúa ba lần thánh với ngọn lửa hủy diệt ở chương 33. Thì ông đặt ngay câu hỏi: ai cho chúng ta ở gần được lửa thiêu, ai chúng ta ở gần được quả hào muôn kiếp? Hiểu ngầm là tự sức mình á, chúng ta không thể chịu đựng nổi cái nhìn của Thiên Chúa, ánh sáng rực rỡ phát ra từ nơi người. Đó là tiếng kêu chiến thắng của dân Israel, được Chúa chọn làm dân riêng của người, không phải vì công trạng gì của họ, nhưng chỉ vì lòng Chúa xót thương, vì tình yêu vô bờ của người mà thôi. Đó là mặt khải quan trọng nhất của dân Israel. Thiên Chúa là đấng thánh, đấng hoàn toàn khác, thánh, thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh, là Chúa Tể càn khôn. Ngôn sứ Isaiah đã viết trong cuộc xuất thần khi Chúa gọi ông làm ngôn sứ, nhưng đồng thời Thiên Chúa cũng là đấng rất gần với con người. Thánh Vịnh 23 mà chúng ta nghe hôm nay đó rất phù hợp với lễ các thánh nam nữ chúng ta mừng. Các ngài là những người được lên núi Chúa, được ở trong đền thánh của người. Các ngài cũng chính là những kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thề gian thề dối. Các ngài là gương mẫu tuyệt vời cho tất cả chúng ta, thưa anh chị em. Chúng ta bước sang điểm thứ ba, bài đọc 2, trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 3 câu 1 cho đến câu 3. Anh em thân mến, anh em hãy xem, Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm, bởi vì biết nhìn đó anh chị em là cái chìa khóa của đời sống đức tin. Cái nhìn rất là quan trọng. Toàn thể lịch sử nhân loại là lịch sử giáo huấn cái nhìn của con người nha. Họ có mắt để nhìn mà không thấy, đó là thảm kịch của con người được các ngôn sứ mô tả. Vậy ta phải nhìn thế nào cho đúng thánh ý Thiên Chúa bây giờ? Chúng ta suy niệm hai điều anh chị em: chủ đề cái nhìn và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Chủ đề cái nhìn đức tin được triển khai trong toàn bộ Thánh Kinh và luôn luôn có cùng một ý nghĩa: biết nhìn, biết mở mắt là khám phá được dung mạo thật sự của Thiên Chúa tình yêu. Trái lại, cái nhìn có thể sai lầm. Chúng ta cần nhớ lại một cái câu chuyện, một cái sự kiện duy nhất thôi. Câu chuyện có ông Adam và bà Eve trong vườn địa đàng đấy. Đó là cái nhìn đó. Chúa lúc đầu có cây trái, cái gì Chúa cho ăn, cái gì Chúa cấm thì thấy bình thường. Nhưng mà khi cái ma quỷ với hình con rắn cám dỗ, thì tự nhiên cái nhìn của bà Eva khác. Ờ, thấy cái trái này sao nó ngon quá chừng à, muốn ăn liền. Chúng ta thấy đó, cái nhìn đó, nó sai lầm dẫn đến cái tai hại như thế nào. Với bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe liên hệ thế nào với câu chuyện ông bà tổ tông Adam và Eva? Thưa vị, câu chuyện về việc sa ngã của ông Adam và bà Eva được coi như là nguyên nhân chính khiến con người gặp bất hạnh. Trái lại, trong thư thứ nhất của mình, Thánh Gioan mời gọi chúng ta: anh em hãy xem, nghĩa là hãy biết xem, hãy học nhìn. Thiên Chúa cấm con người không được ăn trái cây biết lành biết dữ, không phải vì sợ con người bằng mình như lời xuyên tạc đầy ác ý của ma quỷ với hình con rắn. Đây là chủ đề lớn của Thánh Gioan: Thiên Chúa là tình yêu và là sự sống thật của con người. Cho nên đừng bao giờ nghi ngờ gì hết anh chị em. Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha sai đến là Đức Giêsu Kitô.
Trong bài đọc hai hôm nay, Thánh Gioan nói với chúng ta theo kiểu của Ngài để giúp chúng ta biết học cách nhìn. Anh em thân mến, anh em hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào. Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Thánh Phaolô cũng nói trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô: theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-xu Ki-tô. Đó là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô, mà chúng ta là thành viên. Thánh Gioan cũng không nói điều gì khác đâu. Đức Giê-xu là Người con tuyệt vời, và chúng ta là con cái Người, nên chúng ta thực sự là con Thiên Chúa là điều hoàn toàn hợp lý. Vì chúng ta đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy và được tháp nhập vào Đức Giê-xu Ki-tô, là đấng làm cho ta trở nên chi thể của Người. Thánh Phaolô nói chính xác cùng một sự việc: hết thảy anh em đã được thanh tẩy trong Đức Ki-tô, nên anh em đã mặc lấy Đức Ki-tô. Như Thánh Gioan còn nói trong lời tựa tin mừng thứ tư đó, tin mừng của Ngài: còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Ngay từ bây giờ, những người đó được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn để nhận biết Thiên Chúa như là cha của mình, một người cha giàu lòng nhân ái hay xót thương như cựu ước luôn luôn quả quyết. Và cuối cùng, thưa anh chị em, đó là bài tin mừng. Thật sự cái bài tin mừng về 80 phút thật này chúng ta nghe nhiều lắm, nhưng mà nó dài lắm. Mà để giải thích hết thì nó rất là dài. Tôi cố gắng rút gọn nhưng mà nói những cái gì cần thiết để anh chị em có thể hiểu được. Matthew chương 5 câu 1 cho đến câu 12a. Thưa anh chị em, Chúa Giê-xu khởi đầu sứ vụ công khai của Người rao giảng tin mừng cứu độ với những thành công rực rỡ, với đám đông dân chúng luôn bám theo Người. Và Người thấy đã đến lúc cần phải công bố sứ điệp của mình. Thánh Matthew nêu những lời nói của Chúa Giê-xu theo kiểu nói của các ngôn sứ thời cựu ước, Người mở miệng giảng dạy họ. Đây là kiểu nói semit, cho thấy tính cách trang trọng những gì mà Chúa Giê-xu sắp nói với đám đông dân chúng. 12 thế kỷ trước, trên một ngọn núi khác, tức là núi Sinai đó, ông Mô-sê đã truyền đạt cho dân chúng 10 điều răn Đức Chúa Trời mà tới ngày hôm nay chúng ta vẫn còn đọc đấy. Còn trên một ngọn núi ở miền Galilee, Chúa Giê-xu đi xa hơn nữa khi mặc khải và một cách thức mới để sống các điều răn này. Người trình bày sự nghịch lý mà Thánh Phaolô nói đến trong thư gửi tín hữu Cô-rinh-tô, sự nghịch lý giữa khôn ngoan của Thiên Chúa hoàn toàn trái ngược với khôn ngoan của loài người. Thưa anh chị em, mỗi câu trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe bắt đầu bằng chữ phúc thay, rất quen thuộc trong Cựu Ước, một lời chúc mừng đẹp nhất. Bằng cách này, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta có một cái nhìn khác, nhìn mọi sự việc với cái nhìn của chính Thiên Chúa. Thưa anh chị em, Người cho ta thấy sự hiện diện của nước trời ở trong những tình trạng mà chúng ta không có trông đợi: tâm hồn nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, khát khao đến Người công chính, thương người, xây dựng hòa bình. Việc khám phá này hoàn toàn trái ngược với những gì mà người ta thường nghĩ. Ta có thể nói tất cả các mối phúc đều hiện hữu trong mối phúc đầu tiên. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Ở đây Chúa Giê-xu không có hề lý tưởng quá sự khó nghèo vật chất đâu. Thánh Kinh luôn trình bày sự nghèo khó là một sự dữ mà chúng ta cần phải vượt thắng. Tuy nhiên trước tiên cần phải nói rằng đám đông theo Chúa Giê-xu không phải là những người quan trọng có ảnh hưởng trong xã hội Do Thái lúc bây giờ đâu anh chị em. Thứ hai, người nghèo đó chúng ta phải hiểu nha. Người nghèo ở trong Cựu Ước đó không bao giờ liên quan gì đến cái tài khoản ở ngân hàng đâu nha anh chị em nhé. Người nghèo theo nghĩa Thánh Kinh gọi là Anavim á, là những người không có tâm hồn cao ngạo hoặc cái nhìn kiêu căng. Người ta gọi những đó là những người lưng còng, đó là những người bé mọn, khiêm tốn theo ngôn ngữ của các ngôn sứ. Họ không nổi tiếng và họ hài lòng với chính bản thân của mình, nhưng họ cảm thấy mình còn thiếu một cái gì đó mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban cho họ những gì họ còn thiếu, chứ người khác ban không được. Chúng ta lại thấy ở đây dưới ngòi bút của Thánh Matthew đó, một tiếng dội của dụ ngôn người Pha-ri-siêu và người thu thuế đó. Người Pha-ri-siêu thấy mình là một người rất đạo đức và cảm thấy mình không cần đến ân cứu độ của Thiên Chúa nữa, vì tâm hồn ông tràn ngập cái tôi của mình. Trong khi người thu thuế tự nhận mình là kẻ tội lỗi, nên ông hướng về Thiên Chúa và chờ đợi Người ban ơn cứu độ, và Chúa đã ban cho ông như lòng ông mong ước. Vấn đề ta bàn ở đây anh chị em là tinh thần nghèo khó là như thế nào. Nghĩa là ta đề cập đến người tìm Chúa làm nơi ẩn náu của mình. Như ngôn sứ Sophonia đã nói:
Ai cần Chúa sẽ nhận được ơn Chúa như là quà tặng của cuộc đời để phục vụ nước trời. Điều đặc biệt quan trọng đối với chúng ta là làm gì? Thưa, bắt chước Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, người là người nghèo tuyệt vời nhất, hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Bài tin mừng hôm nay đưa ra một dung mạo của chính Chúa Giêsu. Ta thấy người hiền lành và hay thương xót, chạnh lòng thương trước nỗi thống khổ của con người, tha cho những kẻ đã giết mình trên thập giá đấy, khóc lóc, khóc trước sự đau khổ của những người này, sự cứng lòng của những người kia, đói khát sự công chính và chấp nhận bị bách hại, nhất là luôn sống tinh thần nghèo khó, nghĩa là chờ đợi tất cả từ Chúa Cha và tạ ơn Chúa Cha vì đã mặc khải điều ấy cho những người bé mọn. Nói về câu chuyện các thiếu niên Do Thái Babylon trong sách Daniel, ta cũng có thể đọc bài tin mừng hôm nay như là một mô tả về nước trời. Thưa anh chị em, đó là nơi mà lòng khiêm tốn, hiền lành, niềm vui, công bằng, lòng thương xót, trong sạch, hòa bình hiện diện. Kết luận thưa anh chị em, một khi đã gia nhập nước trời qua bí tích thánh tẩy đó, và bằng lòng tin vào lời Chúa Giêsu, thì các mỗi phút trở thành chương trình sống của mỗi người chúng ta như sau. Nếu tin vào Chúa Giêsu thì nghèo khó, hèn mọn, sầu khổ không hẳn là bất hạnh, mà trái lại, của cải, danh vọng và sung sướng lại có thể trở nên một cái chướng ngại cho con người tìm được hạnh phúc mà mình mong muốn. 30 phút đầu giải ta phải vượt được những trở ngại đó. 30 phút tiếp theo giúp xây dựng đời sống đức tin của mỗi người chúng ta nè, trên 3 cơ sở vững chắc theo 3 hướng căn bản: Thiên Chúa khát khao nên người công chính, tha nhân thương xót người, và bản thân tâm hồn trong sạch. Phút thứ 7 nó đến sứ mạng hòa giải của người môn đệ, biến cả thế giới thành một gia đình, trong đó mọi người đều là anh em, có cùng một cha với nhau trong Chúa Giêsu. Và cuối cùng, phút thứ 8 là tột đỉnh của đời sống người môn đệ, được đồng hóa với thầy của mình. Thưa anh chị em, chúng ta hãy sống theo tinh thần 8 mỗi phút thật, vì đó là con đường dẫn ta tới hạnh phúc mà mỗi người chúng ta đều trông đợi.